tình yêu làm gì thì hỏi chị đáp ý. Nếu chúng ta sợ vợ thì về nhà em xí kỳ. Yêu thương thái là cần độ em chiếu. Đừng đừng quên với Rick để OTD. Body so thon càng lấy hết dây đàn. Đưa money flow anh đang cần ra mấy cây vàng. Yeah. Đây là nguyên một băng băng còn em như là chan chan. I know what you want, want baby get my gun. Linh là ai bảnh, sang xịn mịn. I don't want to thả tim. I. Linh là ai bảnh, sang xịn mịn. Bước vào thẳng cả team. I. Linh là ai bảnh, sang xịn mịn. Tôi đâm đầu như là mịn. I. Linh là ai bảnh, mịn cho em còn lại xịn cho anh nhá. Rất vui được gặp lại quý bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay là một video giải đáp rất là nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của quý bạn trong thời gian vừa qua. Bao gồm câu hỏi như là tại vì sao là với cái cấu hình lên tới cả vài chục cho đến trăm triệu đồng mà Bảo Châu Lex hay là Đức Anh lên cho quý khách hàng vẫn sử dụng những chiếc súp điện mà không thay vì đó là chúng ta sẽ sử dụng với cái mức tiền như thế chúng ta có thể thoải mái để có thể đầu tư lên những chiếc súp hơi đánh uy lực, đánh mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Với cái việc lựa chọn súp điện hay súp hơi thì nó cũng có nhiều cái nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Và trong cái video này thì Đức Anh sẽ nói lên những cái nguyên nhân mà tại vì sao có cấu hình lên tới cả trăm triệu đồng mà chúng tôi vẫn lựa chọn những chiếc súp điện để mang lại cái hiệu quả âm thanh tốt cho cái bộ dàn cho những khách hàng như thế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự phân biệt giữa súp điện và súp hơi là gì. Súp điện là một dòng súp mà nó được tích hợp sẵn một cái mạch công suất nằm ở ngay phía bên trong chiếc súp này luôn. Và chúng ta chỉ cần cắm điện 220 và cấp tín hiệu vào là có thể đưa ra tín hiệu ra chiếc súp này được ngay. Còn đối với một chiếc súp hơi thì với chiếc súp hơi thì nó sẽ là dòng súp mà chưa có mạch công suất ở phía bên trong loa. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái mạch công suất bên ngoài hay chúng ta còn gọi là chúng ta phải mua thêm một chiếc cục đẩy công suất. Nói như vậy thì chúng ta có thể thấy được cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta thấy được tại vì sao mà chúng tôi vẫn ghép súp điện hay là có những khách hàng vẫn sử dụng cái chiếc súp điện trong cái bộ dàn có thể lên tới trị giá cả trăm triệu đồng là bởi vì nếu như chúng ta sử dụng súp hơi, chúng ta sẽ thấy được chúng ta phải sử dụng thêm một cục đẩy công suất. Nó sẽ cồng kềnh hơn rất là nhiều hoặc là nó sẽ thấy là cồng kềnh và tốn kém hơn so với lại một chiếc súp điện. Và như vậy thì chúng ta thấy được là giữa súp hơi và súp điện, cái điểm khác biệt của nó đó là súp hơi thì nó phải sử dụng thêm một cái main công suất bên ngoài. Đồng nghĩa với việc là nó sẽ cồng kềnh hơn. Và có những cái vị khách hàng nhà ta cần một chiếc súp gọn, tiện, chứ nhà ta không muốn một chiếc súp mà nó quá cồng kềnh lại phải sử dụng thêm một cái thiết bị ngoài nữa thì nó sẽ không có cái vị trí để đặt chẳng hạn. Thì gần như là nguyên nhân đầu tiên đó là do khách hàng người ta thích một cái sự gọn nhẹ của mẫu súp điện. Đó, nó được tích hợp tất cả ở trong rồi và nó chỉ cần dùng dây tín hiệu cấp nguồn vào là ok. Rồi nguyên nhân thứ hai mà chúng ta thấy được giữa súp điện và súp hơi. Như tôi đã nói ở cái nguyên nhân đầu tiên đó là súp hơi thì sẽ phải mua thêm cục đẩy công suất đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy được nếu như chúng ta mua thêm cục đẩy công suất thì nếu như mà với cái mức đầu tư thì chúng ta sẽ bị tốn kém hơn súp điện. Có thể ví dụ như là chúng ta bỏ ra cái số tiền là khoảng 15 triệu đồng thì chúng ta có thể sở hữu được một chiếc súp điện đến từ các thương hiệu như JBL hay là Calip. Đây là những dòng súp cao cấp các bạn nhé. Chất lượng của những dòng súp JBL hay Calip thì đã được khẳng định rồi. Âm thanh rất là mềm, tiếng đánh rất là lực và rất là hay. Của dòng súp điện như FPL150 hay là Passion 12FP của JBL chẳng hạn. Vậy thì nếu với con số 15 triệu đồng, nếu như chúng ta để đầu tư một chiếc súp hơi thì sao ạ? Thì chắc chắn chúng ta không thể lựa chọn được những cái thương hiệu cao cấp theo như ý thích của mình, đúng không ạ? 15 triệu đồng thì quý bạn chỉ đầu tư được các thương hiệu tầm trung như chúng ta thường thấy, ví dụ như là Anto hay là BIK, đó là những cái thương hiệu tầm trung. Đương nhiên là với cái thương hiệu tầm trung thì cái chất lượng âm thanh của cái giải âm súp âm bát này nó sẽ không thể mềm hoặc là không thể sâu bằng những dòng Calip hay là JBL, dòng súp điện. Như vậy là tuy chúng ta có thể sở hữu được một chiếc súp hơi với cái cường độ công suất đưa ra mạnh mẽ, uy lực nhưng chất âm có thể không bằng một chiếc súp điện trong cái phân khúc mà chúng ta đầu tư. Đó cũng là lý do tại vì sao mà nhiều khách hàng người ta vẫn lựa chọn theo cái súp điện bởi vì nhà ta cần một cái chất âm hay chứ không cần một chiếc súp quá lớn, đánh quá lớn bởi vì dòng nhạc nhà ta nghe nó sẽ không phù hợp với lại cái dòng súp mà công suất lớn hay là những chiếc súp hơi. Đó là nguyên nhân thứ hai, đó là có thể là nhà ta sẽ tính theo cái mức độ kinh tế để lựa chọn một cái chiếc súp nó đem lại cái hiệu quả âm thanh tốt nhất. Tiếp đến nguyên nhân thứ ba, nếu như các bạn mà muốn vừa chơi hay này, vừa chơi uy lực, vừa chơi chất thì đương nhiên nếu như các bạn đầu tư một chiếc súp hơi cùng cái thương hiệu của JBL hoặc là Calip đi thì chắc chắn quý bạn phải bỏ ra số tiền gấp đôi hoặc là gấp 3 lần so với một chiếc súp điện.
Tôi có thể ví dụ như này, để mà quý bạn có thể sở hữu một chiếc súp hơi của JBL từ bát 40 hay là bát 50 thì quý bạn phải bỏ ra cái số tiền để mua chiếc súp đó dao động từ 20 cho đến 40 triệu đồng chỉ riêng một chiếc súp. Rồi để mua thêm một cái cục đẩy công suất để có thể đánh được cái chiếc súp đó thì chúng ta lại phải bỏ ra cái số tiền là khoảng tầm 10 đến 15 triệu đồng để có thể mua một chiếc cục đẩy công suất phù hợp với chiếc súp đó. Thì tổng giá trị của cái chiếc súp đó nó có thể lên tới 50 60 triệu đồng đúng không ạ? Nhưng nếu như chúng ta mua một chiếc súp điện cũng to của JBL nhưng bát 50 chẳng hạn thì nó chỉ có giá dao động khoảng tầm 19 đến tầm khoảng 20 triệu đồng mà thôi. Thì chúng ta thấy được cái mức chi phí của dòng súp điện nó lại nhẹ hơn rất là nhiều so với lại một cái phiên bản súp hơi cùng phân khúc. Đó. Đó là nguyên nhân thứ ba, đó là tính về cái mặt kinh tế thì súp điện nó sẽ chiếm cái ưu thế hơn so với súp hơi. Nguyên nhân thứ tư để các bạn có thể thấy được đó chính là cái mục đích sử dụng, cái không gian gia đình. Đó. Một cái bộ dàn karaoke chúng ta muốn hay thì đương nhiên là nó phải phù hợp với một cái không gian thích hợp. Có nghĩa là gì ạ? Với một không gian gia đình chúng ta phải cần lựa chọn một cái cấu hình karaoke tương xứng với không gian đó. Không phải là cứ to là hay và cũng không phải là nhỏ đã tốt. Đó. Với một không gian gia đình thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái chiếc loa, rồi từ những cái chiếc loa đó lựa chọn cục đẩy công suất vang số mic này, rồi lựa chọn cả những chiếc súp để nó phù hợp với không gian gia đình. Với một chiếc súp điện này thì nó đa phần là phù hợp nhiều với lại cái không gian trong gia đình, có nghĩa là chúng ta sử dụng sinh hoạt gia đình hàng ngày. Một chiếc súp điện thì nó nâng tầm cho cái hệ thống karaoke gia đình được đầy đủ hơn về giải âm bass, với âm thanh trầm ấm hơn, mềm hơn khi chúng ta nghe nhạc và có cảm xúc hơn rất là nhiều. Với không gian gia đình thì nếu như các bạn mà không gian nhỏ thì chúng ta cũng không thể sử dụng nên được những chiếc súp hơi như này, bởi vì những chiếc súp hơi thông thường nó có cái độ uy lực lớn, tuy nhiên nó cũng có modem nhỏ, nhưng nếu như mà chúng ta ở những căn phòng chung cư chẳng hạn, nó sẽ ảnh hưởng đến không gian xung quanh gia đình nhà bạn, ví dụ như ở tầng dưới hay là bên cạnh, nó quá ồn ào thì nó sẽ không phù hợp với lại cái mục đích sử dụng của chính cái hộ gia đình đó. Vì vậy là chúng ta sẽ phải phù hợp với căn phòng để lựa chọn súp điện hay là súp hơi. Và mẫu súp điện thì nó phù hợp với những không gian gia đình nhỏ và những cái trải nghiệm không gian trong sinh hoạt, đời sống hàng ngày. Còn đối với súp hơi, nếu như các bạn có một cái không gian rộng, không ảnh hưởng đến những căn những hộ xung quanh, hay chúng ta cần chơi những thể loại nhạc uy lực mạnh mẽ, ví dụ như các quán bar, vũ trường hay các phòng karaoke chuyên nghiệp có độ tiêu âm tốt, thì chúng ta lại phải cần sử dụng đến chiếc súp hơi này. Súp hơi nó sẽ đem lại cho chúng ta cái độ âm thanh rất là uy lực và mạnh mẽ, và chúng ta sẽ cảm thấy sướng khi mà nghe những cái bản nhạc qua súp hơi. Điều đó thì chúng ta có thể khẳng định cái nguyên nhân thứ tư, đó là theo cái mục đích sử dụng và cái không gian trong gia đình để có thể lựa chọn súp điện hay súp hơi với các bạn nhé. Không phải là cứ súp hơi là đã ngon trong gia đình đâu ạ. Nó còn tùy thuộc vào cái không gian để chúng ta sử dụng. Và nguyên nhân thứ năm thì chắc chắn rồi, nó là sở thích của mỗi người. Như tôi đã nói, đó là căn phòng rồi, nó lại liên quan đến sở thích. Sở thích của tôi, ví dụ là tôi thích nghe nhạc mạnh, tôi thích tiếng súp phải uy lực, lựa chọn súp hơi là ưu tiên đầu tiên, đúng không ạ? Bởi vì súp hơi nó tạo ra cái độ uy lực, và chúng ta chấp nhận là nó sẽ mất diện tích, chấp nhận là chi phí cao, và chấp nhận là nó sẽ ồn ào, đúng không ạ? Còn với một người mà nhà ta thích thì nghe những cái thể loại nhạc nhẹ nhàng, cần một cái âm súp vừa phải để tạo ra cái âm thanh mềm mại cho cái hệ thống loa, thì súp điện vẫn là một cái lựa chọn ưu thế, vì họ cần cái sự nhẹ nhàng và sự gọn gàng ở trong cái không gian, trong cái bộ dàn trong gia đình họ. Thì như thế là chúng ta sẽ có được thấy được rõ, đó là với 5 nguyên nhân để các bạn có thể lựa chọn và tạo lên một cấu hình karaoke sử dụng súp điện hay là súp hơi cho bộ dàn. Quý bạn cũng cảm ơn quý bạn đã có những cái câu hỏi thắc mắc rất là hay trong mỗi một cái video mà bên Bảo Châu Alex đưa lên. Đúng rồi, 100 triệu đồng hoặc là vài chục triệu đồng thì để sở hữu một cái cấu hình mà qua súp hơi là chuyện bình thường và cực kỳ đơn giản. Và nếu như các bạn mà yêu thích một cái âm thanh mạnh mẽ thì chúng ta có thể liên hệ với chúng tôi để có thể lên một cấu hình karaoke bao gồm một chiếc súp hơi có thể 40 hoặc là bát 50. Còn nếu như các bạn mà cần một cái âm thanh vừa phải, chất lượng âm thanh tốt, mức đầu tư chỉ trong cái tầm tiền như thế, thì các bạn có thể sử dụng những cái chiếc súp điện đến từ các thương hiệu cao cấp để có thể tạo lên cái âm thanh hay cho cái giải âm trầm. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng với Đức Anh, chúng ta sẽ trải nghiệm lại âm thanh một lần nữa cho một hệ thống karaoke sử dụng súp điện và một hệ thống karaoke sử dụng súp hơi nhé. Hold up, bạn này không gái bạn ơi, biển thì đông cá là bạn ơi, nhà hai nguyên thắp bạn bao, tự tin hold up, wow, bạn trời, yeah.
chị đã đi, nếu chúng ta sợ vợ thì về nhà em xì kì. Yêu thương Thái là bật đốt em chiếu, đừng được quên với Ricky OTD. Body so thon, gắn lấy hết dây đàn. Đưa body flow, anh em cần ra mấy cây vàng. Đây là nguyên một băng băng, còn em như là chăn chăn. I know what you want, want, baby get my gun. Đây là ai bay, sang xịn mịn, ai đâu muốn đến thả tim. I. Đây là ai bay, sang xịn mịn, bước vào thẳng cả team. I. Đây là ai bay, sang xịn mịn, tôi đâm đâu như là mean. I. Đây là ai bay, mịn cho em, còn lại xịn cho anh nhá. Người bao nhiêu yêu thương ấy,
Vậy mà sao em ra đi để lại anh trong cơn mơ. Giờ mình anh bao hoang mang rồi anh khát. Mong người sẽ quay về. Cho đến nay anh ôm được bờ vai em. Hết lên để nhẹ nỗi lòng. Xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Anh không tin anh vẫn chờ đợi người quay về. Với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Anh không tin anh vẫn cứ nhớ em hoài. Dù rằng lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến đâu. Vừa rồi thì Đức Anh đã đưa ra những cái lý do tại sao mà có những cái bộ dàn cả 100 triệu đồng mà ở mua tại hệ thống Sung và Cholex mà chúng tôi vẫn lên cấu hình sử dụng những chiếc súp điện thay vì đó là không sử dụng những chiếc súp hơi. Hoàn toàn chúng ta có thể đầu tư được. Thì nó sẽ có các 5 nguyên nhân mà tôi sẽ tóm tắt lại cho các bạn tại sao là với những cái bộ dàn như thế, khách hàng người ta vẫn lựa chọn những chiếc súp điện và bên bảo Cholex vẫn lên cho quý các bạn những cái bộ dàn cả 100 triệu đồng vẫn sử dụng những chiếc súp điện. Đầu tiên đó là với súp điện thì nó có cái thiết kế nhỏ gọn và nó đẹp hơn so với một chiếc súp hơi. Nó gọn gàng hơn và nó không quằn quại như một chiếc súp hơi. Nguyên nhân thứ hai đó là với súp điện thì cái mức chi phí giá thành nó sẽ mềm hơn so với lại súp hơi. Nguyên nhân thứ ba đó là với cùng một cái giá tiền nhưng nếu như các bạn mà đầu tư một chiếc súp điện thì chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn được nhiều cái thương hiệu cao cấp như JBL, Calip chẳng hạn thì âm thanh nó sẽ tốt hoặc là RCF âm thanh nó sẽ hay. Nhưng nếu như mà cùng cái giá tiền đó để các bạn đầu tư một chiếc súp hơi thì chắc chắn chúng ta lại sử dụng xuống cái thương hiệu thấp hơn bởi vì là chúng ta phải mua thêm một cái main công suất. Nguyên nhân thứ tư đó chính là cái không gian sử dụng của mỗi gia đình khác nhau. Nếu như các bạn ở chung cư thì chúng ta không thể sử dụng những chiếc súp hơi to và uy lực được. Chúng ta sử dụng những chiếc súp điện vừa phải trong cái căn phòng đó và nó phù hợp với mỗi cái không gian của căn phòng. Và nguyên nhân thứ năm đó chính là cái sở thích của mỗi một người, mỗi một khách hàng. Có những khách hàng thì nhà ta cần những cái chiếc súp với cái âm thanh mềm mại chi tiết. Rồi có những khách hàng người ta sẽ sử dụng những cái chiếc súp uy lực và mạnh mẽ như dòng súp hơi. Đó là năm nguyên nhân để các bạn có thể lên một cấu hình cho bộ dàn karaoke trong gia đình mình sử dụng súp điện hay là súp hơi nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn quý bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như các bạn mà muốn tư vấn về những dòng sản phẩm hay là đặt hàng những dòng sản phẩm về loa súp, loa siêu trầm tại hệ thống showroom của Bảo Cholex thì quý bạn có thể gọi điện tới số tổng đài là 19000255 hoặc là số di động cá nhân của Đức Anh là 0941859988 để được tư vấn tất cả những băn khoăn của bạn. Ngoài ra thì hệ thống showroom của Bảo Cholex với 11 chi nhánh trên toàn quốc chúng tôi sẽ hỗ trợ lắp đặt này và hỗ trợ lắp đặt trong vòng bán kính 30 km miễn phí và chúng tôi có hỗ trợ trả góp qua hình thức online và hình thức trực tiếp tại ngân hàng với mức lãi suất tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn quý bạn. Quý bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Cholex và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục?
Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!